tập thể dục đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể và đặc biệt là trong việc kiểm soát và ngăn ngừa cao huyết áp. Dưới đây là một số lợi ích cụ thể. 1. Giảm huyết áp. Tăng cường hệ tuần hoàn, tập thể dục giúp tim mạch hoạt động hiệu quả hơn, làm giảm áp lực máu lên thành động mạch. Giảm sức cản ngoại biên, tập thể dục giúp giảm sức cản của các mạch máu, từ đó làm giảm huyết áp. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Tăng cường chức năng tim, hoạt động thể chất thường xuyên giúp tim trở nên mạnh mẽ hơn, bơm máu hiệu quả hơn. Giảm nguy cơ bệnh tim, tập thể dục giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. 3. Quản lý cân nặng. Giảm cân và duy trì cân nặng, tập thể dục giúp đốt cháy calo, giảm mỡ cơ thể và duy trì cân nặng lý tưởng, từ đó giảm áp lực lên thành động mạch. 4. Giảm căng thẳng. Giải tỏa căng thẳng, hoạt động thể chất giúp giải tỏa căng thẳng và lo âu, một trong những yếu tố gây tăng huyết áp. Cải thiện tâm trạng, tập thể dục kích thích sản xuất endorphin, giúp cải thiện tâm trạng và cảm giác hạnh phúc. 5. Cải thiện giấc ngủ Giấc ngủ chất lượng, tập thể dục đều đặn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Điều này rất quan trọng đối với việc duy trì huyết áp ổn định. 6. Tăng cường lưu thông máu Lưu thông máu tốt hơn, Tập thể dục giúp cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và huyết áp cao. 7. Tăng cường sức mạnh cơ bắp và linh hoạt. Cơ bắp mạnh mẽ hơn, tập thể dục giúp cơ bắp trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn, giúp cơ thể đối phó tốt hơn với căng thẳng và áp lực. 8. Cải thiện khả năng sử dụng insulin. Kiểm soát đường huyết, tập thể dục giúp cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Điều này có lợi trong việc kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. 9. Tăng cường hệ miễn dịch Khả năng chống lại bệnh tật, hoạt động thể chất đều đặn giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. 10. Tăng cường sức bền và năng lượng Sức bền và năng lượng cao hơn Tập thể dục giúp tăng cường sức bền và năng lượng, giúp bạn cảm thấy năng động và khỏe khoắn hơn trong cuộc sống hàng ngày một số hình thức tập thể dục phù hợp. Đi bộ nhanh, tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Chạy bộ, tùy thuộc vào mức độ thể lực cá nhân. Đạp xe, một hình thức tập luyện tốt cho tim mạch và cơ bắp chân. Bơi lội, tập luyện toàn thân và ít tác động lên khớp. Tập yoga, giúp giảm căng thẳng và cải thiện sự linh hoạt. Tập thể dục nhịp điệu như aerobics, zumba hoặc các bài tập nhảy để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh. Trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào, đặc biệt nếu bạn có tiền sử bệnh lý, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.